Thưa quý vị, chuyển đổi số đang là một trong những xu hướng quan trọng của thế giới. Nắm bắt tình hình đó, được sự thống nhất của huyện ủy phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Vừa qua, Ban tuyên giáo huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã giới thiệu hai nền tảng thương mại điện tử, chợ nhanh và cóp trên địa bàn huyện nhằm góp phần đẩy mạnh công nghệ số trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm thực hiện phát triển kinh tế số. Qua đó, để thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của huyện năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Huệ đã tập huấn cho các cơ sở, hộ kinh doanh, mở shop đưa sản phẩm đặc trưng của địa phương trên sàn thương mại điện tử Coppel. Nền tảng thương mại điện tử Coppel do người Việt phát triển và vận hành. Trải qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, nền tảng thương mại điện tử này sở hữu đa dạng các danh mục sản phẩm và thiết kế dễ sử dụng, thân thiện với người tiêu dùng nền tảng copbel không chỉ cung cấp các tiện ích mua sắm trực tuyến mà còn chú trọng đến việc bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản người tiêu dùng thông qua các biện pháp mã hóa tiên tiến đội ngũ hỗ trợ khách hàng của copbel luôn sẵn sàng phản hồi nhanh chóng đảm bảo mang lại trải nghiệm mua sắm trực tuyến an toàn và tin cậy đặc biệt nền tảng này cũng triển khai nhiều chương trình ưu đại hấp dẫn tri ân khách hàng đã đăng ký tài khoản thành viên như chương trình tặng quà miễn phí để tích điểm đổi quà